Dạ, dạ. Bóng mà nó miếng thịt đó. Bóng thịt. Thịt nhẵn rau. Rồi nó sôi nè. Sôi nè chạp. Nó lạnh sôi nè. Không, cơm sườn có mấy cái món này ngon lắm Liễu ơi. Thì nó ra sẵn đây nãy chú già cho lọt ra ra quét. Cái này chắc em bưng em đi về luôn có được không? Nó có cái gì? Nó có Yến có kìa. Anh nói công ngụ công ngậm chẳng biết à. Để đại đi. Cái rồi sáng á. Rồi hâm hâm lại nóng nóng ăn được rồi. Ăn cái đó bạo bạo phát bạo tàn luôn nha. Xem kênh Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Bữa nay gia đình quay sớm bữa, quay buổi sáng. Hôm nay anh Mập không có đi vườn, Vũ cũng tranh thủ cắt cỏ về sớm luôn. Thì ở đây thì Vũ đang bắt cái dĩa than của mình lên nè, mình đốc than nha. Mà không biết là bữa nay làm cái gì đây. Đúng, bữa nay em không biết cho nướng cá thịt gì đây, biết. Chắc lương quá. Cái này mình đốt than thì mình đốt bằng củi nhãn. Củi nhãn thì mình đốt mình lấy than nó nhiều hơn. Còn cậu biết bữa nay gia đình mình chuẩn bị gì không? Chuẩn không bị biết. Từ sáng giờ nè mà biết là làm chuẩn bị làm cái món gì không? Làm cái bữa cơm gì không? Không biết làm bữa cơm gì mà nó thấy thịt nhiều quá. Làm bữa cơm gia đình. Gặp bà Hà Tiện mà mua liếu. Thì sáng của Hương có đi chạy sớm, mình có chuẩn bị được một ít thịt nè. Rồi cũng ăn ít rau củ quả để hôm nay mình làm cái bữa cơm sáng ha. Bữa nay Hương sẽ làm món cơm sườn cả nhà. Cơm sườn với chả trứng á. Thì sáng Hương có đi chợ sớm mua được mấy ký sườn nè. Một số này thì Hương sẽ ướp mình để mình nướng á. Còn một số này thì Hương sẽ nấu súp. Để lần nào làm cơm sườn hay gì cái quay phim nó cũng hỏi sao không có súp. Bữa nay Hương sẽ làm súp. Hương có ớt một bịch xá xíu vô cả nhà xá xíu này thì mình có thể chiên rồi mình hoặc là mình nướng gì cũng được hết á. Mấy lần trước mình làm cơm mình làm hơi muộn cô chú anh chị nên là mình chuẩn bị không có kịp. Tới tối mới làm. Mình cho miếng dầu hào vô, dầu hào có dầu hào nó bóng. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Quên cả nhà ơi. Bữa nay tôi thịt heo nhiều quá rồi mặn rồi quên. Ngồi nghe chị. Mình sẽ cho hành tím với tỏi vô. Chưa chào hết mà có người chưa chào. Chưa chào. Ai vậy bà cậu biết ai không? Hả? Bà cậu biết ai chưa chào không? Hả? Bà cậu biết ai chưa chào cả nhà không? Chưa chào tình yêu không? Biết ai không? Có mình bà đây hả? Chào đi, chào các tình yêu đi. Các tình yêu đang đợi nội vậy nha. Chào các tình yêu. Bà hơi lãng tai nha con. Giờ không nghe. Trời. Các tình yêu hỏi cò qua hồi nào? Các tình yêu trong đó kìa đang hỏi cò qua hồi nào? Qua ngọn qua con. Mới qua ngọn qua. Giờ bển này hết ít bữa. Mới qua hôm qua bán ba cái ỏi. Không dám tới nữa rồi chồng hỏi. Tình yêu hỏi cò về bánh má hỏi được nhiêu tiền kìa. Trời ơi có bảy hai ngàn rồi con. Có bảy có hai ngàn rồi. Tình yêu hỏi cò có đem qua đây ăn không? Đem cái gì? Đem ỏi qua đây ăn không? Có cho đem qua đây cho các tình yêu ăn không? Trời ơi nó không nói rồi bà cò đâu có biết mà đem con. Mấy người nói sáng bạn có bán dừa nữa. Bán dừa kìa. Bán dừa hả? Bán dừa. Vậy hả? Sáng ta lại bẻ dừa cho nội rồi ở nhà bắt ba với ba con câu giùm. Người nói bán gì đâu tới mấy triệu bạc rồi. Dừa đâu có đi, không có 15 ngàn chục à. Bán hết được cả nhiêu?
Trời ơi, kiếm chừng 500 kiếm được không ạ? Dễ hả? Ừ. Bị rẻ hả nội? Rẻ quá vừa trời. Vừa có cậu bảo là vừa lão mà. Cây trên 40 năm thôi mà. Ừ, cao cây lắm. Cao cao không à. Rồi nó bẻ nó ngán nữa. Dạ. Ở đây với thạch cô Hương mình tẩm ớt gia vị ha. Cái này mình ớt xong mình sẽ tầm 15 phút cho nó thấm ha cô Hương. Mình nướng nha. Này Hương mua sườn non ở cả nhà sườn cộng nè. Mập kêu Hương á chắc cục bự bự. Rồi Hương cũng ớt gia vị nè, mình để hồi cho nó thấm á, rồi mình sẽ nướng. Còn bên đây là ngoại đang sắc ít nấm mèo. Nấm mèo một tí bữa nay mình làm chả nha, chả hột vịt. Mình sắc nhuyễn vậy mình để vô mình bánh quà chung rồi mình chiên hay là chưng gì cũng được. Dạ, bữa nay mình làm đầy đủ hơn mọi khi. Ừ. Sáng này phải cô Hương mua thêm mớ bì nữa. Có, mới nhớ nè. Quên. Đặc biệt có dưa chua nha. Hương cũng có mua cải trắng với cà gót nè. Quên dưa chua. Nhớ này thì thiếu kia. Để mình thiếu mà mình có dưa chua được à. Dưa chua cũng ngon. Cái gì chưa dễ ăn không bị. Có bị cũng ngon, còn có bị mới đúng là cơm thường bị. Để gia vị cả nha. Đường phèn với muối với bột ngọt. Mình dằn vô cái nước đó. Dưa chua. Đây là xương nè, xương sẽ thả vô. Hôm nay mình nấu có xương súp. Cho người ăn chén. Quýt này quýt đường không? Quýt này bẻ bên nhà quá hả? Ừ. Ủa còn, còn bẻ qua đó luôn, không có ăn trái nào đâu. Sao không bẻ qua cho con chứ? Mấy không kêu đâu, biết cái đâu. Làm miếng không? Làm miếng đi. Thôi. Đi. Chua không ăn mà. Làm vô cái miệng á, cái nó tóp nó móm nha. Chua ra hả? Chua. Đúng rồi. Trời ơi chút xíu. Chắc chết luôn. Bữa nay có gió. Gió tớt anh. Gió này chỉ là nước kém đó chị ơi. Nước kém gió. Nước gầm này lớn nhiều rồi. Nói nước gầm á nhớ không biết ngập nhà không nữa. Nước có giả hoài đi. Dễ gì ta mới đắp dễ gì vậy. Đắp rồi khúc này còn khúc kia con. Cái bờ xa vậy đó. Không sợ là cái bờ ở trong cái vườn sồi của mập á. Chỗ đó nó yếu lắm mà. Chị ơi ngọt đi. Kêu người ta đắp để dạ. Cái đó nhà nước. Nhà nước ta đắp nữa. Mình đâu có khả năng. Mình gia đình mình đây thì ví dụ như nó bể thì nhà nước người ta mình gom tiền lại nhà nước ta làm. Hương sẽ làm mà chả hột vịt đó cả nhà để mình ăn với cơm sườn đó. Thì Hương có chuẩn bị thịt, trứng, nấm mèo với hành tiêu với mớ gia vị á. Cũng tan rồi nè, rồi Hương cho vô miếng thịt. Bữa nay chắc cũng vừa đầy rồi, chứ không có tràn gì hết hổm. Cái này là nấm mèo nè, Hương cho vô đây luôn. Nấm mèo nãy sắc rửa sạch bớt muối luôn. Đây là gia vị nè, Hương cho bột ngọt, hạt nêm với đường. Đây là hành phi, Hương sẽ cho vô miếng cho nó thơm. Ủa tỏi phi, nó bậy. Đây là hành tím với lá hành nè, Hương sẽ cho vô luôn. Mình sẽ đánh miễn lên, mình sẽ hấp. Vì chắc cũng vừa ha. Ở đây thì cô Hương có chuẩn bị mấy cái lòng đỏ trứng nè. Để tí xíu mình làm cái mặt cho nó đẹp ha. Một chục, 10 hộp á. Hương làm 7 hộp, Hương chừa lại 3 cái lòng đỏ á. Để hồi mình chép nó lên trên cái mặt. Không bữa nay thở kêu quay phim bẻ đâu, quay phim bẻ lén đó, nó không hay, nào không? Này làm giá lắm, thì bẻ giờ cũng kêu. Bây giờ quay bẻ lén không cho tôi quay chơi. Nào không? Vậy. Không cho quay về đây cũng đâu thoát rồi. Không quay nè. Đây thịt gò đây ai nướng nha. Rồi mới để vô nó thơm rồi. Sườn này nướng ăn cơm sườn nó sảy ha. Quách cái nước nó vô. Thạch
Bởi vậy á, con mà con đi mà đi đâu mà đi bằng xe đó chạy ngang nó mấy quán thịt nướng là tao muốn ăn là gì nè, nướng mất chuyện không nổi phải vô ghé vô ăn. Phải quay trở lại liền ha. Lại hại đó. Lại hại người ta mới bán. Thịt chiên đâu bạn ha. Cái chèo bây giờ mà nếu mà mình đi ra đường đó nha, mà nó chỗ mà thịt mà để chiên cái chèo lại người bán người ta không chịu vô ăn. Nếu như chiên nhiều khi á, thịt chiên á chèo biết làm sao. Thịt chiên người ta bán không hết, để qua bữa. Con sẽ chưng chả chín nha cả nhà. Lần nào Hương làm cũng đầy một tô. Do là cái chảo của Hương nó hơi nhỏ cho nên là Hương không có kê dứt, nên để đại luôn. Mình hấp cái thủy ha. Cái đại là cái thao. Này ăn tiền phút này là cứ bóng quét được cái bóng rồi nha. Cái này thịt nướng nếu nhà mình không có cái cây cọ, mình dùng cây chuối thôi cứ chạy. Tại vì cọ là theo bây giờ đó, chứ hồi xưa giờ là mình có cây chuối. Anh không phải anh nói nha. Út Liễu mà với chị Cưng mà nấu quán cơm ha. Rồi ốp thịt cái hai chèo mình mà nướng bán không đắt anh mới dữ dằn luôn á. Nướng nè, nướng ngon nè, rồi mình quết gì nha, rồi nó thơm, rồi nó miếng thịt nó vừa ăn á. Sao được không? Là mở quán ra là hai tôi nướng thịt gì là ngon lành không? Chặt công chúa nhỏ quá vậy. Công chúa bự hơn cục thịt. Mập gán đi chục năm nữa cầu đại ngãi bắt, thì lúc đó cái mình mướn mặt bằng ở dưới dàn ghe để dốc cầu đó mình bán khách dân la. Mình mướn ngay chân dốc cầu á, xe mà xe du lịch mà nó vừa tới dốc cầu á thấy mà nướng thơm là ghé vô hết nhiêu. Dạ màu ta tới thì chứ vẽ làm cái miếng thịt bóng nữa kìa. Ừ. Vậy giờ rứt, giờ mình lại làm con không có rứt nữa. Ôi, con dám nằm à. Mình làm thử thôi. Không, tét rồi. Sao mình dân giống Hương vậy cô? Không có, trời ơi, nó làm chắc. Nó dân một cái, nó không có nhà rồi, là lộ lớn được, uống nước nữa. Có gạo lứ rồi nè. Vuông lại rồi. Không, trời ơi, chắc lắm. Không ấy, rảnh, không làm gì, làm nước mắm đi. Làm nước mắm ăn cơm. Nước mắm á. Tao làm mắm ngon mày ơi. Ngon. Thấy làm mắm tỏi thấy im quá kìa. Bữa nay làm mắm ăn cơm đi. Được không? Thôi, ai làm tao ăn chứ tao làm mắm ngon rồi. Thấy vậy chứ cò làm ngon lắm á. Trời ơi, làm mắm tỏi thầy luôn, ăn với tép thầy luôn nha, trộn xài rồi á. Đúng rồi, làm mắm tỏi. Nói chảy miếng luôn. Dạ, ăn thì đỡ vậy chứ, đâu biết ngon gì. Mắm tỏi mà ăn với khô, cái gì khô có lẹp lạc rồi ha, dưa leo bằng xài rồi đó là bát phát đó. Thấy không, anh nói công ngụ công ngậm chẳng biết à. Để đại đi, cái rồi sáng á. Rồi ham ham lại nóng nóng ăn được rồi. Ăn cái đó bạo phát bạo tàn luôn nha. Cảm gầy lâu quá. Lâu quá chà không chặt cũng nhớ. Ồ xịt vô mặt rồi quá vậy. Lâu quá không rửa nước lên mặt bằng nước dừa. Không gầy ra mặt thấy hơi kém mà thiếu nước dừa. Không nói thì tao giúp đỡ cho. Có mày đâu chặt mấy cái dừa mà chứ phải làm gì đó. Cũng không chặt hơi một cái mặt đẹp sợ không gầy lâu quá không chặt cái xuống. Mình nấu nước súp ở cả nhà có nước dừa vô nó ngon hơn là không có nước dừa. Hương sẽ cho cà gót với củ cải trắng vô luôn. Nấu cho cái nước nó ngọt với mình ăn luôn. Xương nãy giờ hầm nó cũng mềm. Xương này phải hầm cho rượu nó ngon. Nè, bóng rồi cái miếng thịt nó đậm đà. Cắn liền ha. Nhìn thấy rất là đậm miếng thịt đậm đà. Dạ. Yeah. Lên chậu. Màu dữ rồi ha. Lên màu. Ha. Bữa nay cây ớt thì nó muốn hết cây à. Đỏ. Cái đỏ này cả nhà dữ lắm luôn. Mập thích chậm ở đây nè, cái ăn cơm đỏ rồi. Bẻ rồi, cái gì xong rồi. Bẻ luôn cái cuốn này nè, để cho nó đâm cái trái cát. Quá trời, nó đỏ hết cây luôn rồi chứ không còn ấy nữa. Nó bộ lên rồi. Nước ngập tưởng nó chết rồi, bây giờ nó mới sống lại, nó đỡ chứ không còn là sốt. Nè, bóng nước thịt.
xả hết chưa? Ừ. Mấy cục ấm ấm là mình đưa lên trước, mấy cục mập mập để lại sau ha. Thấy gì chứ nó chín hết trơn, nhưng mà tại mình thích ăn nó hơi khô khô tí của chú anh chị. Cái miếng thịt nó nãy nó bự bự không phải không, mà bây giờ còn miếng nhỏ nhỏ không, miếng nó teo là nó khô là nó bóng thịt chẳng nào. Nó sôi nè, nó sôi nè, chào nó sôi nè. Tém cái thứ gì chịu nổi không? Sáng sớm ha. Giờ này cũng 9 giờ mấy nha. Quá dữ. Ở đây thì cô Hương cũng có chuẩn bị một tô hành nè. Như cái này là tép mỡ nha, mình làm thành cái tỏi hành, tỏi cái gì cô Hương? Mỡ hành. Mỡ hành. Tép mỡ nè. Hương cũng được cô chú chia sẻ là mình làm cái cách này, cái hành nó mới xanh đó cả nhà. Cái hành nó mới xanh nè. Điện thoại cái mình trang lên cơm sườn luôn. Vậy ăn chưa ngoại? Ngoại phải niêm lại. Ngon quá cả nhà ơi. Đầu bếp, bếp trưởng mà. Đầu bếp bà ngoại. Tỏi ớt để ăn cơm sườn đó thì mình làm nó hơi đậm đà chút cả nhà, mặn ngọt. Này không biết nấu mắm. Mắm chân, mắm chân. Mắm chân không, cơm sườn có mấy cái món này ngon lắm Liễu rồi. Chị nói có sẵn đây nãy chú về chị lọt ra rồi quét. Vui vậy vui. Món này cũng không khó làm cả nhà. Cả nhà mình có thích thì mình làm ăn ha. Ồ, xương này nó liệu nghe mới ngon đúng. Cái này là để là tan trong miệng luôn nha, không cần nhai nha. Út Liễu là sắp xếp hay không? Để sẵn hành, ngò, tỏi, tiêu gì vô sẵn cho nha. Hấp dẫn quá ta. Cái này chắc em bưng em đi về luôn có được không? Ồ, thịt này nó dịu lắm. Cái này đâu có hấp dẫn bằng cái dĩa đẳng đâu mà anh đòi về. Bằng cái dĩa thịt với cái bàn tô thịt chưa? Thôi, anh về vậy là anh lỗ. Không, anh thích mà đám đổ tới xương à. Ba cái thịt mà nó nóng súp đi em. Ừ, để súp á. Súp á. Súp á. Ngon. Thấy vậy chứ mình có dĩa cơm, cái mình có cái chén súp á, mình ăn nó ngon hơn. Mình hấp nha. Cái chén này hai cục này để ngồi cho Kim. Bà bỏ cho nó thử nghiệm, nó quay tình. Có nhiều cô chú anh chị nói sao không chừa cho quay phim. Chừa một chảo luôn. Có khi nó quay cực khổ. Nhiều khi quay vậy đó rồi cái gì ngon ngon cũng chừa lại trên mâm cho nó luôn. Để ngồi con. Ủa, ủa? Đó hả? Trời ơi, cái dĩa gì kỳ vậy? Út Liễu làm đó. Dĩa là giống bánh bèo quá. Để đi, con sao cái dĩa gì có chút xíu vậy? Cậu. Cậu đâu có ăn nhiều. Cậu ăn nhiều. Ăn chung vui với các con vậy mà. Ăn chung vui. À, cậu lớn tuổi cô chú anh chị, lỗ tai nghe không rõ nên nhiều khi nam nói chuyện hơi lớn nha. Cô chú anh chị nào mới xem kênh không biết cái nói sao nạt cậu. Nói gì tội nghiệp nè. Cái nó lớn tiếng cậu mới nghe. Phải la rồi lên, cậu mới nghe. Cắp mê cho hôm đi. Nghĩ là sao? Thế còn cái kia nữa. Con chả hộp dịch nữa. Ừ, để chị bưng. Kia nữa. Con chè nó đòi hỏi cái kia nữa nha. Đòi hỏi chế độ quá. Còn thiếu cái kia nữa. Wow. Chắc giống thịt bánh kem quá ha. Cái này ngon bánh kem lắm. Nó có cái gì? Nó có cái mèo á. Người ta hình như mấy cái quán cơm người ta để bún tàu. Ừ, ta để bún tàu nhầm chỗ con, người ta thích để gì. Tại vì người ta bán cô chú anh chị ta để bún tàu cho rẻ. Nếu mà mua nấm mèo thì nó mắc quá. Để cái này sủi nó thử rồi. Im quá kìa. Ồ, quá rồi, quá rồi. Mình hấp dẫn quá. Con mẹ wow. Nè. Quá yêu. Quá yêu, quá yêu, quá yêu. Trời. Này tại nó còn hơi nóng á, nó nguội nó nguội để dẻ lại. Dẻ lại. Tại vì mình mới đem ra. Thôi mà vậy là cơ bản rồi, nó thơm ngồi ơi. Thơm ha. Thơm quá thơm rồi. Thiệt là đá. Ăn cái món này bữa nay cầu kỳ quá. Ha cậu. Ha. Đi. Ăn món này cầu kỳ. Ừ, nó thấy vậy là
thôi bữa chén này cho dữ lắm mà ăn đặc biệt không để lấy cái dao cái kéo hớt thịt cho tôi còn chào các tình yêu số một mắm đậm đà lắm rồi nha. Bữa cơm cũng xong rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm sườn cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm nha, ăn cơm quên, sườn. Quên mời cả nhà rồi ăn muỗng rồi. Quên đừng buồn nha con. Mời cả nhà ăn cơm rồi con. Cái gì đó là đã không? Thường có sắc nhỏ nhỏ rồi cho cô nè. Nè nói chén súp nè, nói hút nha. Mời cả nhà ăn cơm thật lớn với mình nha. Nè nói ăn cả nhà ăn cơm sườn nha. Ừ, thịt nó ngọt. Cái gì vậy? Thấy gì kìa. Một bữa cơm giữ dữ liệu. Cái này hoành tráng luôn. Ai ăn hết dĩa cơm này là giỏi lắm đó nha. Anh phải có ăn chén cơm á. Tại Út Liễu này đi cắt bỏ sáng chưa cơm á. Út Liễu bới cái này ra. Chịu thử miếng chi học dịch kìa. Nữa nha. Vừa ăn hơi mập. Vừa em à. Dám không vừa. Nó đậm đà. Đậm đà ngon. Vừa không là biết chữ. Ngon. Chào rồi, mắc nghẹn hả? Hấp súp vô. Ừ. Hấp súp vô. Hấp lên mà. Bữa nay á đặc biệt nha. Đặc biệt à. Lấy muỗng hơn múc này hấp. Có cà. Bà nội múc cái này vậy. Bà nội khi mà sao quá. Em quên để cà quá cho anh cà. Cái này cái gì em học dịch gì? Với bà ngoại. Dịch chứ hả? Chân thịt. Chân thịt hả? Kể mốt ngủ qua chơi. Bữa nào làm có nấu gì thỉnh soạn tí. Bữa nào có cá lóc thì nấu. Bữa nào có bún nước lèo á. Bà xui, bữa mẹ anh mập á. Bún nước lèo á. Bà nội quay phim thích ăn bún nước lèo đó. Cá lóc á chỉ là dèo đi cắm câu mới được gì. Đúng không? Bà nội đâu ăn lương hả ta? Không, bà nội không ăn lương. Ông nội ăn. Bà nội có lóc gì cho ăn thử quá. Mẹ con ở đình thì bánh con. Nó không chua. Nội quay phim nó ngon quá trời. Cái này bóc tay đi, mình ăn trong sườn mà. Vô quán mà kêu với cơm ra gì là ngon gì đâu ha. Bà không thở chút chân không? Thở chỗ cầu quay không? Như cầu đen á. Sao thịt này béo quá. Có thịt đó cưng. Ừ. Ăn rồi uống rồi ha. Hấp đi còn, hấp cái hấp súp đi. Một ly cà phê nó nói 20 ngàn cái tao bị lẫn ốc à. Ăn này nổi mắt gì dữ vậy. Hấp súp đi. Ngon từ thịt ngọt từ xưa. Trộn trộn cho nổi ngon. Cái miếng thịt vàng vậy không vàng thêm chút. Nó đậm đà. Cắn miếng thịt vô cái nó phao cái miệng. À, thường như cả nhóm á cả nhà thì cũng bàn tính với nhau. Mình làm YouTube này á mình làm những cái món ẩm thực như vậy nè. Nếu mà sau này YouTube còn sinh tồn á thì nhóm sẽ tiếp tục làm để cả nhà mình được gặp nhóm với nhóm cũng được gặp cả nhà mình là mãi mãi. Còn nếu như sau này mà YouTube không còn phát triển nữa thì nhóm chắc phải mở quán ăn. Thì sẵn cái thương hiệu Hương Cù Lao đó thì chắc Hương cũng để luôn cái bản hiệu á. Rồi cô chú anh chị có đi có dịp đi ngang qua thì ghé ủng hộ nhóm luôn ha. Rồi cho nhóm thăm cả nhà mình luôn. Đó là cái ao ước của nhóm đó cả nhà ơi. Cái nguyện vọng ha. Với cái thương hiệu mình là mãi mãi luôn chứ không giờ mà. Không, mà nếu như mà sau này YouTube mà không còn tồn tại nữa thì chắc Nam cũng sẽ mở cái quán ăn như, ở lề đường. Tiến lộ, tiến đường Nam cái... sông Hậu nha. Từ đâu, bắt đầu từ đâu, chả là từ đâu anh Mập. Nói chung là mình ở Đắk Bắc. Chuyến sau mà mình mở quán á, là mình, bởi vì sau này dần 1-2 năm nữa là phải bắt cây cầu đã ngã qua bên còn Cù Lao Dung rồi. À, bắt qua rồi. Mình, tại vì cái chuyến đường đó là về thành phố các tỉnh miền Tây là xe là về đường đó là nhiều nhất. Ừ. Là mình phải mở cái quán ở dưới dạ dốc cầu đã ngã. Đâu có, mở ngay cái đó đâu được, cái đó là không người ta đâu được. Đâu dừng dạ. Đâu. Ừ. Anh phải mở ngay chân cái tuyến đường mà không có chỗ nào mà để kẹt xe hết á. Chứ người ta mới dễ tìm. Cách giữ chiếc cửa vũ đó. Mẹ của Hương cả nhà thì cũng có dự định là còn ở trước cửa nhà cặp dưới lộ lớn á là còn một cái mảnh đất cũng rộng lắm, có thể là mình mở cái quán lớn luôn á. Thì mẹ nói là nếu sau này tụi con có mở quán ăn gì đó vô đó mẹ cho cắt để buôn bán á. Buôn cát lên mặt bằng bự lắm. Cái quán lớn còn chưa hết.
bán cà phê luôn ha. Cái thương hiệu cà phê của nhóm mình á, mình chán một chỗ để đậu xe. Dạ. Một bên thì mình bán bên đậu xe. Mẹ cũng có tinh thần phát triển luôn. Biết chỗ để đậu xe nữa. Chứ mình bán mà không có chỗ đậu xe, người ta đâu có ghé. Dạ. Không muốn ghé, không có chỗ đậu xe. Biết nấu đồ ăn đồ ốp đồ đồ. Nói chung là cái nhóm của Hương á là thích nhất là bún nước lèo. Nếu mà có bán là chắc bún nước lèo, món đồ đồ ăn sáng thì ví dụ như là cơm sườn hay là hủ tiếu gì đó. Miếng rồi đó. Bên này mình gặp anh chàng này nướng thôi. Anh Mập nói là để cái bếp lửa trên gió, đặng gió nó thổi qua lộ, đặng người ta chạy ngang, đặng cho người ta bắt được cái mùi thơm. Thì chứ mình đi đâu á? Ăn lại, ăn trứng hả? Nướng... Ăn trứng này, ăn thịt vô. Ăn thịt đi, đừng ăn cơm. Ăn miếng khùng quá. Chán ăn vô đây còn. Chán ăn vô có sức khỏe. Anh Mập chứ muốn hết vậy đấy. Nó bụng. Mới có cỡ vậy á? Cỡ vậy chưa? Mới vậy cả nhà, sáng giờ nhắc lại coi mấy giờ rồi ta? Mười mấy không? Mười mấy rồi đó, sáng giờ mình chưa ăn cơm luôn. Ngon ha? Đấu dạng nó ngon tụi này. Dạ. Nước súp vừa ăn. Ngon lắm. Bà cô hay nói là... Bà cô không biết là... Tại Hương Hương hay là Hương làm đồ ăn vừa miệng cồ mà cô cứ nói là không ở đâu bằng ở đây hết. Không đâu bằng Hương hết á. Chắc ghê nặng. Bây giờ đó, quán là đầu cầu quay đi qua đó, lai bát nó ngon. Con có chở nội văn mấy lần nữa. Mấy năm không ăn dưa chua này hả? Mỗi không lần ăn đi, bắt năm đùa qua ông bên đi. Mỗi lần bà cò đi khám bệnh đó, nhà rồi, thì cơm chở đi á. Thì hay ghé đó cho cò ăn cơm lắm. Chỗ đó cái là người ta nướng thịt ngon. Dạ, người ta nướng thịt nó ngon, nước súp nấu cũng ngon. Sáng ngày cưa ăn cơm ăn rất ngon nữa chứ. Ngon chưa? Ngon ngon. Chưa có lần mình ăn được một cái dĩa cơm mà nó hoành tráng dữ gì. Nó vừa ăn đấu vậy luôn. Mình đi vô quán thì mình kêu đi một dĩa cơm nó đâu có được đầy đủ gì đâu. Đầy đủ gì chắc cả 70 có những lúc rồi. Có, 70 chứ còn hơn yếu. 70 là cái dạng là quán cơm thông thường thôi nha. Chứ nếu mà cân vô trong mấy cái chỗ chạm dừng chân mà cái tuyến đường đi Sài Gòn đó. Dĩa cơm này chắc có cỡ 100. Phải sao bán mắc chứ. Tại vì người ta mướn mặt tiền, người ta mướn nhân viên đủ thứ đó con. Chứ cái nhà cái mặt tiền của ta nó giá cao quá đó. Mình bằng giá cao đó, anh thử mình. Nói sao tại vì ly cà phê ở vườn 5-6 ngàn mà ở chăn 10 ngàn, mười mấy ngàn. Dạ, mắc là mắc cái mặt bằng á. Người ta mướn á. Mướn người ta mới có lời. Mới lời. Nhưng mà cà phê thấy gì nó không có hỏng lạnh chắc bằng cà phê ở ở quê mình đâu nha. Ở quê mình thấy gì nó phải pha lạnh. Là 5 ngàn là cô hàng uống. bào đá luôn á chị. Bào đá luôn nha. Bào đá luôn. Bào đường á. Luôn. Vậy là có bình trà nữa là uống từ cà phê qua trà đường luôn. Qua trà đường luôn. Ai mà uống muốn ngọt thì để cầu đường cái bên nó mất bỏ có vô. Có á. Lúc trước á. Ở bên chị cũng có cái chị đó mở quán. Mỗi người là uống là có một cái phim vậy nè. Ly nào là phim nấy nha. Đường có đó. Bình trà có đó. Uống xong phải không? Vô xin miếng nước nóng gót vô cái giảo uống tiếp. Tiếp xong rồi còn đó cái đầu bỏ miếng đường gót trà vô là chạy ra uống 3 ly. 3 ly luôn. Bao nhiêu? Có 6 ngàn. Cái quán chị Hằng nó đang bỏ bán cà phê sữa ngon nha. Cà phê sữa bỏ ngon. Bữa nào là đang uống thử bữa ăn mà không bữa nào Nam thức sớm trước 6 giờ cho cô chú chị bữa nào kẹt lắm đi quay. Vậy Nam làm hay làm đêm hay thức phiên? Một năm mấy này hai cục về quay chung với nhau phải không? Năm mấy này nói hầu sáng mới đi lại quán kiếm em đó. Anh Mập không có quen đi uống cà phê, uống nhà không à? Em chạy xe cũng anh thấy ngồi em giật mình luôn đó. Chạy nói có 4:30 có mặt ở quán, rồi sáng này anh lại là lâu 5:10. Em ta là sớm rồi. Mà lại quán cũng đông lắm mà. Bây giờ mới hỏi mấy ông ấy chạy tôi chạy sao chưa thấy trốn. Nói bữa nay nó ốm dạ nữa hay gì mà chạy nó chưa trốn. Trời á, mọi người nói 4:30 hả? Rồi thì anh vừa ngồi chạy bước. Thằng mà nói gì chứ mình đâu có nghĩ là học chèo mình mới là lại quán. Anh hỏi ra thường thường á, thường lại quán mấy giờ. Em nói cả 4:30 là em lại quán uống cà phê rồi.
Hay giờ đi xuống tháng ngồi giật mình. Thấy không, hôm nữa cũng được. Đúng rồi, tranh thủ chừng đó khoảng 5 giờ mấy là cho gà ăn rồi. Bây giờ anh bắt con đèn cho gà nó lại ăn.